Thưa quý vị và các bạn, trong các phóng sự trước, chúng tôi đã đề cập đến việc thực hiện tiêu chí 13, tức là hình thức tổ chức sản xuất trong xây dựng nông thôn mới tại một số địa phương. Trong 117 xã trên địa bàn tỉnh thì chỉ có 72 xã đạt chuẩn tiêu chí này. Không ít xã còn gặp khó khăn về việc thực hiện tiêu chí này. Vậy làm gì, giải pháp nào cho việc hoàn thiện tiêu chí 13 trong thực hiện hình thức tổ chức xây dựng nông thôn mới sẽ được chúng tôi đề cập trong phóng sự sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Những gì còn sót lại của hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Ba Lòng tại thôn Hà Vùng, xã Ba Lòng, huyện Đắk Rông. Tính đến thời điểm này thì đây là hợp tác xã duy nhất đã từng hoạt động tại địa bàn xã Ba Lòng. Năm 2016, mới chỉ thành lập một thời gian, hợp tác xã này đã bị giải thể. Nguyên nhân chính được địa phương xác định là do lĩnh vực kinh doanh của hợp tác xã hẹp, chưa có kinh nghiệm quản lý, ý thức người dân chưa cao nên nợ nần kéo dài. Các thành viên ban quản trị cũng vì vậy mà làm việc chưa nhiệt tình, dẫn đến hoạt động của hợp tác xã không hiệu quả. Khi thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới, thực hiện tiêu chí số 13, phải có ít nhất một hợp tác xã hoạt động hiệu quả và liên kết tiêu thụ sản phẩm bền vững cho người dân, thì việc thành lập một hợp tác xã mới là trắc trở của chính người dân, cũng như chính quyền địa phương xã Ba Lòng, huyện Đắk Rông. Đối với xã Ba Lòng là cái đơn vị là sản xuất là nông nghiệp, chủ yếu là cây lạc, cây đậu xanh và cây ngô. Thì trong cái quá trình sản xuất thì bà con cũng thực hiện áp dụng các cái khoa học, cái ứng dụng khoa học kỹ thuật của rất là cao. Nhưng mà để mà thành lập được hợp tác xã này thì cũng phải đòi hỏi là có nhiều cái thứ nhất là cái bao tiêu sản phẩm đầu ra và hạn chế cái việc thương buôn là ép giá. Thì khi đó và cái thứ ba nữa là cái cung ứng các cái vật liệu mà để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp cho bà con á, thì phải có cái cơ chế quản lý chặt chẽ và cần nữa là cái sự hỗ trợ của các cấp các ngành các cao hơn nữa thì để cho cái hợp tác xã nó thực hiện và hình thành và đi vào hoạt động. Trong thời gian tới thì cũng sẽ là tập trung chỉ đạo cán bộ chuyên môn cùng với các cái thôn trong đề tổ chức họp bàn và phấn đấu để rồi đưa cái tiêu chí số 13 về thành lập hợp tác xã hoàn thành và phấn đấu cái tiêu chí này là hoàn thành 2020 để chúng tôi sẽ cố gắng để thực hiện và đạt được theo cái tiêu chí phấn đấu theo cái chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tại xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong, với nhiều giải pháp tùy thực tế địa phương để thực hiện các tiêu chí, cuối năm 2015, xã đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí, được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên, theo Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, yêu cầu khi thực hiện tiêu chí 13 phải đạt 2 chỉ tiêu, đó là xã có hợp tác xã hoạt động theo đúng quy định của luật hợp tác xã năm 2012, xã có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực đảm bảo bền vững. Và khi chiếu theo bộ tiêu chí này, xã Triệu Thuận đã rớt tiêu chí số 13. Trên thực tế, không thể phủ nhận vai trò của hợp tác xã nông nghiệp Triệu Thuận. Bởi với 11 dịch vụ trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình như thủy nông, khuyến công, giao thông nội đồng, bảo vệ thực vật, vân vân, thì hợp tác xã đã cơ bản đáp ứng được hoạt động sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân. Nhưng nếu theo tiêu chí 13 thì việc bao tiêu sản phẩm cho bà con còn nhiều khó khăn. Cái điều trăn trở đối với hợp tác xã là cái vấn đề đầu ra cho bà con. Thì hiện nay thì hợp tác xã đang còn tìm kiếm các cái đầu ra và hợp tác xã đã chuyển qua các cái mô hình lúa hữu cơ để đảm bảo cái giá cả nó đưa ra. Hợp tác xã là phải quyết tâm để đưa những cái cánh đồng mẫu lớn vào cái lúa hữu cơ để tìm kiếm thị trường là lúa hữu cơ chắc chắn sẽ có cái giá trị cao hơn. Và thực chất mà nói rằng là chúng tôi cũng rất là trăn trở, cũng đã đi cùng với hợp tác xã cũng ban bạc nhiều lần, nhất là trong cả cái cuộc họp cuộc tổng kết về nông nghiệp rồi cũng như là về cấp ủy thì có cái tổng kết hàng năm, nhưng mà thực chất là cũng đang còn hướng đi tìm nhưng mà cũng chưa tìm ra cái chỗ mà để mình mà gửi gắm.
cho vậy là cũng rất là khó. Cái này thì cũng mong rằng là về phía các cấp các ngành ở trên cũng có thể là cũng giúp cho hợp tác cũng như giúp cho chính quyền cũng cấu nối một số cái tổ chức nào đó để mà làm việc để mà giúp cho dân để có cái đầu ra cho nó hoàn thiện mà nó đảm bảo về lâu dài. Toàn tỉnh hiện có 274 hợp tác xã nông nghiệp đã đăng ký hoạt động theo luật hợp tác xã năm 2012 với hơn 68.800 thành viên. Có 221 hợp tác xã ký kết hợp đồng với các công ty vật tư cung cấp phân bón, giống, thuốc bảo vệ thực vật cho thành viên. Và có 22 hợp tác xã có mô hình liên chuyên liên kết tiêu thụ sản phẩm đầu ra cho thành viên. Các hợp tác xã đã triển khai thực hiện tốt các khâu dịch vụ. Nhiều hợp tác xã đã mở thêm một số loại hình dịch vụ mới mang lại hiệu quả cao, có mô hình liên chuyên liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho thành viên. Trên thực tế, hình thức tổ chức sản xuất mặc dù đã có những chuyển biến tích cực, nhưng nhìn chung vẫn còn mênh mún nhỏ lẻ. Chưa hình thành được nhiều mô hình tổ chức sản xuất theo chuỗi phát triển bền vững, nên thu nhập của người dân còn bấp bênh. Việc đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất theo mô hình hợp tác xã kiểu mới còn chậm. Liên kết sản xuất, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác với nông dân còn hạn chế. Đây là nguyên nhân gián tiếp khiến nhiều xã bị rớt tiêu chí số 13 và cũng là nguyên nhân khiến cho các địa phương không thể hoàn thành tiêu chí 13 trong xây dựng nông thôn mới. Để mà thực hiện tiêu chí 13 thì nông xây dựng nông thôn mới thì ủy ban xã đã chỉ đạo các tổ xã phải liên kết các được với các công ty để tạo một cái liên doanh liên kết về các mặt như kỹ thuật, về yếu tố để mà hỗ trợ cho bà con nhân dân về đầu ra cũng như là cơ cấu các giống lúa, các cái cây con có năng suất chất lượng cao để mà hỗ trợ phát triển trên địa bàn. Sau chuyển đổi theo luật hợp tác xã 2012, tỷ lệ hợp tác xã có năng lực hoạt động theo mô hình hợp tác xã kiểu mới rất thấp, chỉ có 10 hợp tác xã được xem là hoạt động mang lại hiệu quả như mong đợi. 95% hợp tác xã chưa đáp ứng đầy đủ vai trò của hợp tác xã kiểu mới. Gần 50% hợp tác xã hầu như hoạt động theo mô hình hợp tác xã kiểu cũ với nhiều hạn chế và khó khăn về năng lực. Yêu cầu của thị trường về sản phẩm hàng hóa nông sản ngày càng cao, nhưng các hợp tác xã chưa hình thành được các chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, chưa xây dựng được nhãn hiệu cho riêng mình nên phần nào bị hạn chế trong các giao dịch với doanh nghiệp để kết nối thị trường tiêu thụ. Năng lực điều hành hợp tác xã còn yếu, cơ sở vật chất kỹ thuật lạc hậu, công tác tổ chức điều hành quản lý chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, thiếu sáng tạo. Chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể còn thiếu kịp thời, chưa đi vào thực tế cuộc sống, vân vân. Đó cũng chính là những lý do khiến hoạt động hợp tác xã còn chưa hiệu quả, đặc biệt là cản trở lớn đến việc bao tiêu sản phẩm theo yêu cầu của thực hiện tiêu chí 13 xây dựng nông thôn mới. Tiêu chí 13 là bắt buộc tất cả các cái hợp tác xã đều phải có cái hợp đồng liên kết với các cái doanh nghiệp để bao tiêu cái sản phẩm và tổ chức cái sản xuất. Tuy nhiên ở cái Quảng Trị thì kêu gọi các cái doanh nghiệp về đầu tư vào cái lĩnh vực nông nghiệp rất là khó. Một số hợp tác xã có nhiều cái thuận lợi thì cũng đã liên kết thành công rồi. Và một số hợp tác xã đang còn gặp rất nhiều cái khó khăn, cho nên khi mà để mà chấm điểm, để mà đánh giá 19 cái tiêu chí để mà ra soát đảm bảo đúng với quy định của Trung ương thì chúng tôi thấy rằng một số địa phương cũng đang còn là gặp cái khó khăn, cho nên cũng rất mong trong cái thời gian tới các cấp các ngành từ địa phương đến Trung ương cũng xem ra soát lại cái tiêu chí này, quy định sau đó nó có cái thuận lợi hơn cho các cái xã, các cái hợp tác xã có cái điều kiện có thể không liên kết với doanh nghiệp nhưng hợp tác xã đó có đứng ra để mà tiêu thụ được cái sản phẩm bằng các cái kênh phân phối hoặc là được có kêu gọi được các cái cơ sở sản xuất kinh doanh về để bao tiêu các cái sản phẩm thì cũng không phải cái hình thức quá mà nhiều khi nó không mang lại cái hiệu quả, cho nên cũng mong rằng trong cái thời gian tới chúng tôi sẽ kiến nghị về cấp trên xem xét ra soát để mà quy định cái tiêu chí này, giao cho địa phương có cái thẩm quyền quy định đặc thù của cái từng vùng từng miền để nó hợp lý hơn.
Tỉnh Quảng Trị hiện có 42 xã đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu hết năm 2018 có thêm 8 đến 10 xã đạt chuẩn. Do đó, để đảm bảo hoàn thành tiêu chí số 13, hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới theo đúng lộ trình và kế hoạch đã đề ra, cả cấp cần đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, nhân rộng những mô hình hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả cao, gắn đào tạo nghề với triển khai các mô hình dự án phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị cụ thể, ưu tiên hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị đối với sản xuất nông nghiệp sạch an toàn. Và với một địa phương thuần nông còn hạn chế nhiều về trình độ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, tìm kiếm thị trường tiêu thụ, thì sự vào cuộc của các chuyên nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp sạch công nghệ cao sẽ là hướng mở không chỉ đối với sản xuất nông nghiệp tại Quảng Trị mà còn đối với việc xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn hiện nay.